Rồi, Vườn Lan Hoàng Ân xin mến chào tất cả anh em ha. Thì chiều nay Ân lên vườn, Ân vừa tưới nước xong luôn. Nhưng mà sẵn tại vườn có những mặt hoa đang nở. Và Ân sẽ quay lại cái video này gửi đến cho tất cả anh em, anh chị em đam mê hoa lan. Cái cách mình nhận biết được cái mặt hoa giữa vàng đỏ xưa và cái dòng mà thiên long anh em ha, đen râu chớp thiên long, và thêm nữa thì cam lửa thì hôm bữa anh cũng đã làm một cái video rồi, phân biệt giữa cam lửa và vàng đỏ xưa rồi, nhưng hôm nay sẵn tiện đang nở thì anh cũng sẽ quay lại luôn cho mọi người biết thêm về những cái mặt hoa của dòng đen râu chớp có giá trị ở thời điểm hiện tại anh em ha. Và anh em thấy rồi đó, cái tác phẩm vàng đỏ xưa này của Ân nở nay cũng hơn 20 ngày rồi. Nhưng mà mọi người thấy không? Rất là đẹp. Và hoa nở rất là bền. Cái sắc hoa của nó rất là sáng và sạch. Sạch và cái chớp rất là sâu anh em ha. Chớp đỏ ngoài rất là sâu ha. Rất là đẹp luôn. Thì cả nhà thấy không? Đây là mặt hoa của Thiên Long đây. Thiên Long. Trước tiên thì Ân sẽ quay cho mọi người xem thân lá. Cái đầu đẹp thân lá của dòng Thiên Long. Những cái dòng Thiên Long này hiện tại nó rất là ít cả nhà ha, cho nên giá trị rất là cao. Ân chỉ quay lại thôi, còn giá trị thì Ân sẽ không nói đến nhiều. Ân sẽ nói đến cái vẻ đẹp của nó thôi. Đó. Đây là mặt hoa Thiên Long. Ở trong nó màu, nó không phải thuộc dạng màu đỏ, mà nó đỏ nâu nâu, mà nó rất là bóng. Cái tông màu của nó rất là bóng cả nhà. Nó nở rất là bóng và được có cái này nó nở cũng 15-16 ngày rồi. Nhưng mà cái gam màu của nó cực kỳ đẹp. Nó chớp ở ngoài mọi người thấy không? Chớp nè. Cái viền chớp vàng ở ngoài á. Và nó rất là sâu luôn. Đặc biệt có cái là cái lưỡi của nó không có chớp. Đó, cái đặc biệt riêng của Thiên Long là cả nhà nhớ nha. Như cam lửa thì nó sẽ chớp nè, cả nhà thấy không? Cam lửa thì nó màu cam. Nó ở ngoài nó màu vàng luôn. Nó chớp cái lưỡi luôn. Nhưng mà riêng thằng Thiên Long đặc biệt có một cái là cái lưỡi nó không có chớp cả nhà ha. Đó, cái này một cách nhận biết, một cách nhận biết rất là đơn giản. Cái màu của nó mọi người thấy nó cũng khác với lời cam lửa nữa. Cái màu nó đỏ nâu nâu và cái chớp vàng của nó rất là sâu, chớp rất là sâu. Đó, còn ở bên vàng đó xưa thì mọi người cũng biết nhiều, nó ở ngoài nó chớp màu đỏ, trong nó màu vàng cả nhà ha. Nhưng mà những cái mặt bông này được nhận định có thể nói là rất là đẹp và nó chớp rất là ổn định. Thì nhân tiện cái clip này thì Ân cũng chia sẻ mọi người luôn cái cách phân biệt là giữa chớp thuận và chớp nghịch nó như thế nào để cho mọi người dễ hiểu. Chớp nghịch, chớp thuận và chớp nghịch ha. Thì chớp thuận á, đây nó cây vàng đỏ xưa là cái cây chớp thuận. Nếu mà mình tính mình chỉ đơn giản mới biết thì mọi người cứ nghĩ là màu vàng ở ngoài. Màu vàng ở ngoài là chớp ở ngoài là màu vàng, nó là một cây chớp nghịch. Cái giá trị của cây chớp nghịch nó sẽ cao hơn cái giá trị của cây chớp thuận. Đó. Cứ ở ngoài màu vàng, dễ hiểu đơn giản vậy thôi, ở ngoài màu vàng, chớp ở ngoài màu vàng là một cái cây chớp nghịch. Còn ở ngoài màu đỏ là chớp của cái cây chớp thuận. Đó, cái này đơn giản cho anh em dễ hiểu, ví dụ như cái cam lửa này đi nè. Nó ở ngoài nó màu vàng, nó cũng là một cái cây chớp nghịch anh em ha. Còn nếu mà nói đúng hơn giữa chớp thuận và chớp nghịch thì mình sẽ lấy cái cây lúc ban đầu là cái cây mẹ của nó, là một cây đơn sắc. Cây mẹ cũng là cây đơn sắc. Ân sẽ để cái video, Ân sẽ để cái hình ảnh của cây cái hoa cây mẹ là màu đỏ. Thường thường là người ta sẽ lấy cái cây màu đơn sắc màu đỏ, người ta sẽ đi cấy mô ra. Đó là cái cây lúc ban đầu người ta lấy để người ta đi cấy mô ra. À, cấy mô ra hàng ngàn hàng vạn con cây mô thì hên may mắn thì nó sẽ ra được cây chớp. Nhưng mà cái cây chớp ở ngoài màu vàng, ở ngoài là cái chớp gọi là ngoài nha anh em nha, chớp là ở ngoài. Thì cái chớp đó nếu như cái màu chớp của nó giống với lại cái màu sắc của cái hoa cây mẹ lúc ban đầu của người ta đem đi cấy mô thì người ta gọi là cây chớp thuận. Ví dụ như cây vàng đỏ xưa này, cái cây mẹ của nó ngày xưa là một cây đơn sắc màu đỏ, full đỏ. Thì người ta sẽ đi cái mô ra thì sổ ra được cây vàng đỏ xưa. Cái màu chớp của nó ở ngoài là màu đỏ, cả nhà thấy không? Nó giống như cái cây mẹ.
thì cái cây gọi được cây cây này được gọi là cây chấp thuận cả nhà ha. Còn riêng qua bên cái cây thiên long và cái cây cam lửa thì ở ngoài chớp của nó là cái chớp màu vàng, chớp màu vàng thì nó song không, nó chớp nó không giống với màu sắc của cây mẹ, và cây cam lửa cũng vậy thì người ta sẽ được gọi là cây chấp nghịch cả nhà ha. Nhưng mà giá trị của cây chấp nghịch thường thường nó sẽ cao hơn cái giá trị của cây chấp thuận đó. Và mình sẽ đánh giá thêm những cái đặc tính hoặc là những cái màu sắc ở trong cái cây, cái khuôn hoa nữa. Cái khuôn hoa nó phải tròn và nó phải đẹp, và cái màu của nó là phải đặc sắc sáng và nó không có bị nhem nhem màu đó. Mọi người thấy ở đây nó rất là sạch ha, như vàng đỏ xương vậy, rất là sạch, nó không có bị lem lem màu á cả nhà, kiểu nó không có bị lem lem á, không có bị lem lem á, màu nó phân thùy, hai biên chớp rõ ràng, màu nào ra màu đó mới được gọi là cái cây chớp đẹp á. Và khuôn bông nó phải tròn trịnh, nó phải khít vào nhau đó. rồi thì chủ đề ngày hôm nay thì ân chỉ quay lên cho cả nhà biết về cái mặt hoa của thiên long, cũng như là cách phân biệt giữa chấp thuận và chấp nghịch, rất là đơn giản vậy thôi, mọi người cứ nghĩ đơn giản vậy thôi để mình hiểu được thêm nhiều về kiến thức của dòng dendro chớp, một sân chơi rất là mới. Mặc dù là nhiều chớp xưa cũng rất là nhiều, nhưng mà những cái sau này, những cái dòng mà như cam lửa, chớp lửa VDA hay là thiên long lửa rồng và vàng đỏ hóc môn á, thì nó chỉ là mới đây thôi, nó mới ở đây từ năm 2017 đổ đi thôi, đến bây giờ thì chỉ có mới năm thôi, cho nên nó rất là còn mới lạ. Và cái rất là nhiều anh em chưa hiểu về chớp thuận chớp nghịch hay là cái mặt hoa nó như thế nào á, cho nên hôm nay anh chỉ quay lại hôm nay cho mọi người tham khảo nha. Mọi người không hiểu gì về cách chăm sóc hoa lan như dendro chớp hay là giả hạt thì cứ comment xuống cho ân sẽ đọc và ân sẽ ra thêm nhiều video hay hơn ha, để đáp ứng được cái nhu cầu của mọi người. Và ân thì ân chỉ xin đính chính là ân chỉ xài một cái YouTube Vườn Lan Hoàng Ân này thôi nha cả nhà nha, tại ân cũng mới làm kênh này mới được gần một tháng thôi. Cả nhà ai chưa đăng ký kênh thì cho ân xin một đăng ký kênh nha, để ân sẽ được nhiều đăng ký hơn. Và ân cũng thấy cũng có một hai số trang người ta copy bài của ân, copy video của ân đăng lên á, nhưng mà ân chỉ xài một YouTube này thôi nha anh em ha, là Vườn Lan Hoàng Ân thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã follow trong thời gian qua, và cảm ơn anh em đã ủng hộ ân rất là nhiều. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha, chúc anh em thật nhiều sức khỏe nha, bye bye anh em nha.